giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. À. Và vẫn là vận viên thi đấu. À, làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn ạ. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác á chị. À. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó, em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ, em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi, chứ anh cũng không biết như cái gì hết. Trời ơi chị, vận động viên của người ta đó. Em đang chạy sống mũi luôn. Dạ, dạ anh đang chạy là anh còn có một mũi duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì á? Anh đang xả người ra, anh còn có một mũi duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. À. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ siết xuống lại 20kg. Thôi thôi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết uống thuốc, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhưng mà 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À vừa đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. À, còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dị ứng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Dạ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm mọi người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao, bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao, trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng cũng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên VT cá nhân mà chị. Nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi. Rồi xong rồi có duyên, có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ. Tại em đã trải qua rồi nên em biết.
À, em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn. Không. Chắc không? Chắc. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, cho gặp chị cái. À, em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào chị. Cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Xin rồi, cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với là bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi, cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ, em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là, theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng dạ, em. Cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không anh hướng dẫn cho em tập luôn? Được không chị? Được, được. Em là coi phải tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô trong ngay cái đùi của em. Phần đùi gian rộng, phần chân đứng gian rộng, mặt vai ha, ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau xuống, quát 1 xuống 2 3 4 10 cái, 4 hiệp vậy cho anh ha, mọi động tác. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29kg đi. Em đừng các em khóa kiểu này nè. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cổ coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Hiện cái muối là một muối. Một muối là chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xí coi. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít 52. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiếng dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh bình chẳng. Em tự tin theo nét riêng, chỉ cần một mến năm tam. Nhưng sao đáng yêu, sẽ yêu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sẵn. Thưa chuyện mẹ cho xin được nên vợ chồng. Thương anh đã lâu nên nỗi sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa tới 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh có bị tán tỉnh nhiều không?
Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà đừng em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á, chỉ là thương thiện. Dạ, anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn em Tám có con hả? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa, anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do trời cho, của mình. Tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán rồi về nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có, có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Coi dữ lắm luôn á. Mà em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physique của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha Cưng ha. Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm như hai người tôi đứng đây sướng vậy đó. Dạ anh ơi, anh giới thiệu bản thân của mình, một số thông tin cơ bản về mình nhé. Dạ rồi, thì biên tập đang nói chuyện với mình á, anh thì anh cứ chủ động chia sẻ về mình ha, giúp em ha. Dạ rồi, em mời anh chị biên tập ạ. Dạ alo, anh nghe được cái tín hiệu bên em không ạ? Dạ có. Dạ vâng anh, đây anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình ấy. Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, đang công tác ở đâu? Dạ. Em tên là Phong, và tên đầy đủ là Lê Phú Phong, em sinh năm 1990, quê em thì ở Đông Sơn, Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang làm ở ngoài khu công nghiệp Băng Ninh. Bây giờ là mình đem hộ bóng chung. Anh Phong có điểm mạnh, điểm yếu gì nhỉ? Em thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng. Và cái điểm yếu của em thì đấy là cái kiểu như thế là về nấu ăn thì em hơi kém. Em gần như thế là cái kiểu đi làm ngoài đời thì chỉ là ăn cơm quán các thứ thôi. Còn việc ví dụ nấu ăn các thứ thì gần như thế là em không hay nấu ăn. Dạ vâng. Anh làm vậy là anh làm bên mảng nào anh Phong nhỉ? Em làm bên kỹ thuật. Kỹ thuật gì ạ? Hiện tại thì em đang làm ở bên công ty bia và nước giải khát. Kỹ thuật viên của công ty bia và nước giải khát đúng không? Đúng rồi. Vậy là thu nhập trung bình của anh Phong là một tháng là bao nhiêu? Tầm chục, hơn chục. Dạ vâng. Phong. Rồi. Anh đã có những cái mối tình như nào rồi à? Trước đây thì có, nhưng mà trong một thời gian thì em có bị ốm nên là đã chia tay rồi. Tại sao chia tay vậy? Anh quen được bao lâu mà tại sao anh lại chia tay? Em quen thì cũng quen lâu rồi, nhưng mà cái kiểu như thế là một thời gian trước bọn em cũng có yêu nhau ấy. Nhưng mà sau một thời gian thì em có bị ốm và nằm viện, nên trong một thời gian nó cũng mất khá nhiều nên là cô ấy cũng chia tay em vì cái vấn đề đấy. Anh bị bệnh gì mà tại sao cô ấy lại chia tay anh? Thì em bị tai nạn, bị tai nạn giao thông ấy.
bị tai nạn giao thông. Anh nhập viện khoảng bao lâu mà tại sao cô ấy, tại chẳng lẽ là cô ấy thấy anh bị tai nạn rồi mất hơi bị nhiều tiền cho nên là cô ấy bỏ hay là sao? Cũng một vấn đề như thế, với lại thứ hai nữa là cũng có ý định rồi nên là mình cũng muốn chia tay, dựa vào vấn đề đấy chia tay luôn. Ok, là anh sau cái chuyện đó là trước đó là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hai ạ. Là mối tình gần đây nhất của anh là cô ấy bỏ đúng không? Vâng, đúng rồi. Trước thì kiểu như bọn em cũng yêu nhau thì xong rồi em cũng có người khác thích, nhưng mà cái kiểu như thế là đang yêu cô ấy nên là em cũng không muốn chia tay. Xong rồi em có vấn đề bị như thế nên là cái kiểu như thế nằm viện một thời gian thì là cô ấy mới chia tay. Mà anh có hỏi lý do tại sao cô ấy chia tay anh không? Lý do thì em nghĩ là em chỉ nghĩ là cô ấy tìm trong khoảng thời gian đấy thì cô ấy tìm một người thích hợp hơn thì chắc là ý định đấy cô ấy chia tay thôi. Cái này là anh chỉ nghĩ thôi đúng không? Em đoán là như thế, bởi vì là mà cũng chắc chắn như thế. Sau đấy một thời gian thì em khỏi bệnh thì thấy cô ấy có lấy chồng thì em đoán là như vậy thôi, bởi vì mình nằm viện thì mình không để ý, về không quan tâm được nhiều về vấn đề đấy. Rồi ok, vậy thì sau cái cô này thì anh có tìm hiểu ai nữa không? Dạ chưa, cái kiểu như bây giờ em đi làm ấy thì là 12 tiếng một ngày nên là thời gian nó hơi nhiều nên là mình không có thời gian để đi tìm hiểu. Thì em có thấy chương trình có tạo điều kiện đấy thì em mới có đăng ký. Hiện tại thì bây giờ á, anh lên đây là anh mong muốn người bạn gái của anh như thế nào? Em chỉ cần một người biết quan tâm gia đình, biết chăm lo, ví dụ như cho bản thân, chồng con các thứ, và muốn một người là ví dụ như làm việc quê cùng quê, nhưng mà ví dụ như đang làm việc ngoài Bắc Ninh là nó tốt hơn, bởi vì là em làm việc ngoài Bắc Ninh thì em mong muốn một người ví dụ cùng quê làm việc ngoài Bắc Ninh thì em cũng có nhiều thời gian, bởi vì ví dụ một người ở xa thì em cũng nghĩ rằng kiểu như xa quá ấy, mình không có thời gian để mà đi đến mình chia sẻ những cái lúc mà ví dụ họ buồn hoặc là có tâm trạng như thế nào đấy. Còn nghề nghiệp của bạn nữ thì sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng. Nghề nghiệp cô ấy làm cái gì cũng được, không quan trọng lắm. Lỡ cô ấy thất nghiệp ở nhà không thì sao? Dạ. Lỡ cô ấy thất nghiệp ở nhà thì sao anh? Anh có thể lo được cho bạn ấy không? Thất nghiệp ở nhà? Ồ. Ồ, nếu mà thất nghiệp ở nhà thì cũng được, không vấn đề gì hết. Chỉ cần cô ấy, ví dụ trong khoảng thời gian thất nghiệp mà cô ấy có thể đi làm được. Còn ví dụ bây giờ cô ấy ra mà ví dụ như không có công việc, em có thể nuôi được hết. Không có lo về vấn đề đấy. Em chỉ cần cô ấy cái kiểu như thế là ngoan hiền là được rồi. Tính cách ngoan hiền đúng không? Tính cách ngoan hiền, biết tôn trọng bố mẹ các thứ là được rồi, không cần quan trọng lắm vì ví dụ như thế nghề nghiệp như thế nào đâu. Ủa anh còn đầy đủ bố mẹ không? Có đầy đủ bố mẹ. Gia bố mẹ anh là mình trẻ mà. Có khoảng bao nhiêu anh chị em? Dạ. Gia đình của anh có khoảng bao nhiêu anh chị em? Có hai anh chị em thôi, em gái thì nó lấy chồng rồi, còn có mỗi mình em. Ok. Rồi. Ví dụ như anh lên chương trình thì anh có thể đi với ai được? Em không biết được, bởi vì là bố mẹ ở quê thì cũng chắc không ra được ngoài Hà Nội để có chuyến vé máy bay đi vào trong chương trình, mà chắc chỉ có một mình em thôi. Hoặc là nếu mà cần thiết thì chỉ có một bạn thân thôi. Có thể đi với bạn thân ha. Vâng, nhưng mà bạn thân thì cũng rất ít thời gian, bởi vì họ đi làm công ty, phải phụ thuộc vào môi trường công ty nữa cơ, nên là em không dám chắc đâu. Rồi, cho em hỏi tiếp nào, ngoài cái tính cách ngoan hiền tôn trọng bố mẹ ra thì anh có yêu cầu bạn gái là nấu ăn giỏi không hay sao? Không, chỉ cần nấu ăn được là được rồi, bởi vì là em rất dễ ăn, không cần thiết phải nấu ăn quá ngon là như thế nào đâu, nấu được là được rồi. Không cần thiết nữa thì ví dụ như không nấu thì em có thể phụ được, nhưng mà phụ thì em chỉ nhặt rau hoặc là như thế nào đấy thôi, chứ còn nếu không nấu thì em không nấu được, bởi vì là em nấu
Có bao giờ em nấu ăn đâu, còn đi làm xong rồi ra quán ăn nữa mà. Chỉ cần một người như thế thôi. Dạ rồi, ok. Vậy thì cái điểm tính cách nào của bạn gái mà anh không thích? Tính cách thì em chỉ cần là ngoan hiền và biết không thích không lo cho gia đình. Không thích ở không thích ạ. Không thích thì chỉ thích cái là không thích cái là lăng nhăng thôi, chứ còn chẳng vấn đề gì hết. Lăng nhăng rồi gì nữa? Hiện tại thì em nghĩ được như thế. Có nóng tính hay quýnh chồng không, anh có lo không? Nóng tính thì nói chung nóng tính, mà khi ví dụ chẳng hạn mình nhậu nhẹt về mà người ấy nóng tính thì lấy chuyện bình thường thôi. Em chỉ cần một người đã là cái kiểu như thế, là ví dụ mình đi làm về ví dụ như thế là lo được cho về tài chính các thứ. Ví dụ em đi làm về nhiều lúc ấy có tiền, nhưng mà cái kiểu như thế là nhậu nhẹt các thứ thì em con trai mà hay phung phí nó nhiều quá. Chỉ cần cô ấy giữ hết cho mình và lo cho mình bữa ăn là được rồi. Ồ, chỉ cần bạn gái lo giữ tiền ăn là được đúng không? Đúng rồi, chỉ cần như thế mà ngoan hiền là được rồi. Với lại biết kính trên bố mẹ các thứ, thương em các thứ, lo việc gia đình là được rồi, không cần quan trọng lắm. Ok. Rồi, ok, vậy thì cái ngoại hình thì như thế nào? Ngoại hình của bạn gái mong muốn? Em chỉ cần 1m55 thôi. Lại 1m55 trở lên. Và mà cái quan trọng là em muốn một người ở trong quê mình ấy, hoặc là đang làm việc ngoài Bắc Ninh thì càng tốt hơn, bởi vì là như thế thì em mới có nhiều thời gian em đến và chăm sóc các thứ, gọi han các thứ, nó gần gũi thì nó sẽ tạo được nhiều tình cảm hơn. Chứ còn ví dụ như xa quá thì nói chung nó cũng hơi bất tiện về phương tiện đi lại. Thứ hai nữa là công việc của em thì nói chung nó cũng nhiều thời gian, nên em cũng không có nhiều thời gian để mà chăm sóc được. Yeah. Ok, rồi, ngoại hình là mong muốn 1m50, mập ốm. Mập thì nói chung không cần phải quá mập, nhưng mà nhìn nó đều là được rồi. Chứ còn cũng ốm quá thì cũng có thể là về chăm thì béo là được rồi, không quan trọng lắm. Là không quan trọng ngoại hình luôn đúng không? Không, ngoại hình nói chung nó tương đối là được rồi. Ok, mà như thế nào là tương đối? Anh phải có một cái hình mẫu nào đó chứ. Nhìn ví dụ mình nhìn vào mà nhìn thấy có nghĩa là đừng có gầy gò quá. Ý là phải anh có một cái mẫu diễn viên nào không mà anh thích đâu? Không, em không cần, chỉ cần nhìn vào mà cảm thấy như thế nó hợp lý là được thôi, chứ cũng không cần với diễn viên nào hết. Ý là tại vì cái mẫu của mỗi người mỗi khác. Ví dụ như em thấy siêu black thì cũng được, thì anh cảm thấy được không? Chẳng hạn vậy. Như thế em chỉ cần là cái kiểu như người mà tầm 1m55, nhưng mà người nó đều đặn là được thôi, không cần phải béo quá hoặc là quá gầy thì cũng, nếu mà chăm được thì vẫn được thôi, không vấn đề gì. Dạ, rồi, ok. Cao 1m55, không quá mập quá ốm, tương đối. Rồi da trắng, da đen, da ngâm được không? Không, da trắng trắng xíu nhìn nó được, như da đen quá nó cũng hơi bất tiện. Da trắng, rồi, ok. Ủa, Hiệp có hỏi không Hiệp? Alo. Em vẫn nghe được. Dạ, ok rồi, chị có hỏi đi. Em còn muốn hỏi gì ở bạn trai nữa không? Dạ không, được rồi. Dạ dạ. Ok, vậy ví dụ như anh lên đó, cái việc mà anh lên chương trình đi, cái việc mà khi ví dụ như anh mở màn ra, anh tỏ tình với bạn gái, anh có một cái ý tưởng nào không? Là sao ạ? Hỏi lại đúng không ạ? Ví dụ như hẹn hò thì anh có thể làm cái gì để cho bạn gái có thể chinh phục bạn gái á? Cái này thì em cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà ví dụ như mình gặp, ví dụ như nó thì ví dụ như em có thể thuyết phục hoặc là nói chuyện chung cái định cái kia về cái vấn đề. Anh là người lãng mạn không? Dạ. Anh nghĩ anh có phải là người lãng mạn không? Lãng mạn thì em thì cũng tùy thôi, nhưng không phải là lãng mạn quá, bởi vì là người bên kỹ thuật mà đôi khi nó cũng hơi thô một xíu. Ok, rồi. Ok.
Rồi. Có gì sẽ nếu mà hỏi sâu chi tiết thì sẽ có biên tập sẽ hỏi với anh sâu hơn ha. Còn giờ thì ok rồi, tụi em sẽ liên hệ với anh sau. Dạ, phỏng vấn dạ, mình xong rồi đó anh, cái gì anh bấm nút tỏ thác cuộc gọi giúp em nha. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn ạ.